fan hâm mộ đây. Đó. Chào tất cả các bạn. Ai mình? Ok. Trời ơi. Trời ơi. Trời. Bỏ vỏ. Trời các bạn ơi. Trâu trắng. Ê, quậy cái dùng nó bung lưỡi ngoài giờ. Hàng chi. Chụp lại. Nó lôi luôn là phải rồi. Trâu trắng các bạn ơi. Trời cỡ này thì bỏ vỏ. Trời thì hàng khác không bỏ được. Trâu này là nhỏ hơn cũng phải bắt. Ừ, đúng rồi. Mùa này hiếm mà. Mùa này hiếm trâu các bạn ơi. Tên cá rồi. Cứ chơi thẳng tay đi. Mất tàu rồi. Không sợ gì hết. Bò bắn đấy. Bò hả? Người ta sao chứ mình thoải mái. Kéo không chờ sò bị sảy cá. Bao sảy cá luôn. Có hàng anh em ơi, chờ đợi từ sáng giờ. Quay đồ fan hâm mộ bên đây nè, fan hâm mộ. 12 giờ mấy rồi. Đây. Fan hâm mộ đây. Đó. Chào tất cả các bạn. Ai mình. Ok. Mẹ trắng bạn ơi. Trắng hả? Nhỏ hả? Cái đi. Có cá được rồi. Bao sảy. Cứ quay thoải mái. Hộp cá sao sáng giờ em ngồi không hộp đi. Xuống kịp là dậy nhảy. Trời ơi, lăng xê của mình mà bạn. Sao sảy được? Bò. Lên ơi, mày nhảy xuống nó móc nó kéo vô lên. Đâu phải nói nó sảy là sảy đâu. Vậy mình lâu ăn mất không trời. Ờ. Bò nhỏ các bạn ơi. Bò nhỏ các bạn ơi. Có cá là vui rồi. Ôi cha, lạ nhách không? Tự nhiên dở lên cái gì? Dướng tà lừa luôn các bạn ơi. Kìa nha, con bò nhỏ nha. Bò này bò khủng bạn ơi. Con bò này hả? À? Thả. Siêu cây khổng lồ. Thả. Thả luôn bạn ơi. Thả. Thôi bỏ vỏ đi, con đầu tiên bỏ vỏ. Con đồ phi có vỏ rồi. Thôi vậy được rồi. Thả đi. Thả đi. Quá, mới vô. Thả đi. Đó. Hôm nay là con trên 1 kg mình mới bắt cho bạn. Dưới 1 kg mình thả hết. Mình chơi đẹp luôn à. Ừ. Ok các bạn nha. Ok mình sẽ quay cho bạn xem tiếp cho các bạn. Lên cá các bạn ơi. Lên cá nha. Mất phao rồi. Mất luôn rồi hả? Bỏ dắt luôn rồi. Bò rồi. Bốn giờ rồi các bạn ơi. Hôm nay câu xuyên đêm các bạn ơi. Hả? Nó cũng nặng lắm mà. Bò rồi. Bò đâu trắng rồi. Trắng hả? To không? Trắng mà nó lúc thao đâu dưới. To không? Trời ơi. Trời ơi. Trời. Bỏ vỏ. Trời các bạn ơi. Trâu trắng. Ê, quậy cái dùng nó bung lưỡi ngoài giờ. Hàng chi. Chụp lại. Nó lôi luôn là phải rồi. Trâu trắng các bạn ơi. Trời cỡ này thì bỏ vỏ. Trời thì hàng khác không bỏ được. Trâu này là nhỏ hơn cũng phải bắt. Ừ, đúng rồi. Mùa này hiếm mà. Mùa này hiếm trâu các bạn ơi. Từ cầm cái tiểu nha. Bằng mở cái vỏ ra cho em nó công nhận thiệt. Nó bỏ cái cá trôi vô. Mồi mè mà cũng cá trôi nữa là sao bạn? Không, cái mồi bạn nó thơm nó chua là cái cá trôi nó khoái lắm á. Rồi ok. Dạ. Các bạn nha. Thêm một con trôi nữa. Mè. Còn có mèo dính con cá trôi luôn các bạn ơi. Hài thiệt chứ. Quá hài luôn rồi. Vô nó mạnh ghê không? Ừ. Nó quậy con cá mè chịu nổi luôn á. Xíu nữa con có mè lật ngang bây giờ. Lên cá các bạn ơi. Để ngàn em quay. Quay nhiều quá. Dính hả? Nặng em. Nhẹ hả? Cá nhỏ rồi. Cá nhỏ các bạn ơi. Quay lực cái chứ. Quay nhiều cần á, đừng quay vậy. Quay nhiều cần á, quay nhúng tới xuống á, quay xuống rồi quay kéo lại quay tiếp. Ừ, quay vậy á, kéo lên, quay xuống đó.
tập cho em á, nó quay các bạn ơi, mới tập câu chứ mà quay kiểu kia là nó hài máy lắm, làm máy không tốt. Quay mà muốn mà tốt thì phải quay lên xuống xuống vậy để quạo máy sẽ được bền vững hơn, mình xài lâu hơn. Vô rồi. Cái gì cá nhỏ hả? Giống cá trôi vậy, cá mè Vinh, cá mè Vinh. Mời siêu năng. Đủ là cá. Thả xuống, xuống. Em dẹp, em dẹp nha. Không, con cá mè Vinh cỡ vậy là to rồi em ơi. Bỏ vỏ đi. Cá mè Vinh này cỡ này là bự rồi. Mè Vinh không thả được. Thả vô vỏ. Nha các bạn. Hả? Là sao? À. Đồ đại cá các bạn ơi, mè trôi và mè Vinh. Hài thiệt chứ, hôm nay hơi bị vui nha. Đại cá các bạn ơi, có không bạn? Nhỏ hả? Có lên cá được rồi. Đại cá các bạn ơi, giờ này cũng 5 giờ mấy rồi, 5 giờ rưỡi rồi. Ở trên này mấy bạn đang tiến hành lụm rác cái gì á, đông lắm. Đâu bạn? Có không? Nhỏ hả? Ủa, mà Vinh bự. Ờ, được á. Trời, ờ, mà Vinh cho vỏ mà. Mè này còn đôi gì nữa. Mè này đâu quá ok rồi. Đấy. Mày Vinh nha các bạn. Ok mày Vinh nha. Rồi lỡ lên càng kia luôn các bạn ơi. Càng kia luôn các bạn. Nhưng mà quan trọng là nó có Vinh không kìa. Nó chạy phao nãy giờ 2-3 lần rồi. Có không bạn? Có hả? Bự hơn nữa hả? Có cá được rồi bạn ơi, các bạn ơi. Hôm nay chuyến đâu khoảng tới 9-10 giờ nha các bạn. 9-10 giờ anh em mình về. Tại vì cá đây nó ăn đêm nhiều lắm. Đêm tối mát trời các bạn. Cá nó ăn nhiều. Sao bạn? Chạy rồi các bạn ơi. Ok các bạn nha.